Sau đây là kết quả xổ số Tây Ninh, thứ 5, ngày 30 tháng 11 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 4. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 3, 4. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5376, 0270, 2772. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2547. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 65922, 64064, 50495, 36576, 72347, 38222, 55719. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 46732, 62038. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 31075. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 02937. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 173171. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 173171.